Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm trò trốn quá nhá. Trốn bóng bóng bay. Nó con kia nó đang ngồi xem TV. Bây giờ mình sẽ thổi bóng bay lên nhá. Buộc lại các bạn. Ok, bây giờ mình lấy một cây kim. Chỗ bên kia rồi. Không cần kim đâu, cái sao? Cái sao? Kéo nữa, kéo. Cái gì? Ok. Chọc nổ. Ok, bắt đầu. Ok, cảm ơn các bạn xem clip thôi. Chào.